Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Trong hộp thư truyền hình số này có các nội dung chính sau. Trong mục vấn đề hôm nay có phóng sự bảo vệ môi trường trong chăn nuôi ở Phú Bình. Tiếp theo là mục giải đáp pháp luật. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, bộ mặt nông thôn của Phú Bình có bước phát triển vượt bậc, đời sống người nông dân được nâng lên và cải thiện đáng kể. Có được kết quả đó là công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ chính quyền huyện trong tìm ra định hướng phát triển của huyện, lấy công nghiệp dịch vụ là mũi nhọn, nông nghiệp làm nền tảng. Ngoài ra cũng phải kể đến sự nỗ lực tìm tòi sáng tạo và dám nghĩ dám làm của người dân tự tìm hướng đi trong phát triển kinh tế. Có thể khẳng định rằng Phú Bình là địa phương phát triển mạnh nhất cả tỉnh về kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế trang trại chăn nuôi và vườn rừng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, huyện Phú Bình đã đang và sẽ vấp phải khó khăn lớn, đó là vấn đề ô nhiễm môi trường trong các mô hình trang trại, nhất là trang trại tổng hợp. Chỉ trong 3 ngày, từ 17 đến 20 tháng 2 2021, hơn 1 tấn cá chuẩn bị xuất bán của gia đình ông Tấn tại đập Hố Cùng, xóm Châu, xã Tân Kim, huyện Phú Bình bỗng nhiên chết nổi trắng mặt hồ. Gia đình phải tập trung vớt cá lên bờ và bán cho các hộ dân xung quanh mua về làm thức ăn chăn nuôi với giá rất rẻ, khoảng 3 đến 5.000 đồng 1 kg. Thiệt hại của gia đình là rất lớn. Tuy nhiên, gia đình rất băn khoăn, đó là không rõ nguyên nhân gì dẫn đến tình trạng cá trong hồ chết hàng loạt như vậy. Thì cũng bây giờ là cũng muốn nhu cầu là xem xét lại một cái nguồn nước là có bị ô nhiễm hay không. Đấy là ông muốn yêu cầu là như thế để xem để nó còn lâu dài để mình có thể là thả tiếp cá hoặc là không thì để biết được, chứ không có năm nào cũng thả rồi nó đâm ra thất thu lớn quá, cho nên cũng hốt, cho nên muốn để làm sao xem xét cái mẫu nước. Đấy thì cũng chỉ muốn mong muốn như thế thôi. Cũng theo gia đình ông Tấn cho biết, gia đình nhận thầu khu vực đập Hố Cùng nhiều năm qua. Tuy nhiên do đập Hố Cùng là đập thủy lợi phục vụ tưới nước cho diện tích lúa lớn trong xã nên vừa qua xã có tháo nước nên mực nước hồ hạ xuống khoảng 0,6 mét. Theo chủ quan đánh giá của gia đình, một phần nguyên nhân là do mực nước cạn có thể gây thiếu oxy khiến cá chết. Tuy nhiên, gia đình ông Tấn vẫn nghiêng về nguyên nhân nước bị ô nhiễm nặng với việc hạ mực nước khiến cá chết hàng loạt. Đây không phải là lần đầu cá của gia đình ông bị chết hàng loạt, mà vài năm trở lại đây, hồ nuôi cá của gia đình ông đều có hiện tượng này. 1-2 năm gần đây thôi thì cũng là bị là trầm trọng nhất là cái năm nay là nước thì giờ vẫn còn nhiều nhưng mà cũng vẫn chết. Thế do là cũng có thể là ô nhiễm, chưa biết là nguyên nhân nào cả. Thế nên là nhà thì nói chung là năm ngoái cũng chết nhưng nó không đáng kể lắm đâu. Nhưng năm nay thì đến bây giờ là nước còn nhiều mà lại chết đến bây giờ là hàng tấn rồi. Thế từ hôm qua hôm nay đến bây giờ là thì còn lại mai kia nó cạn nữa, tháo nước cho dân cấy nữa thì có khi cũng vẫn còn chết. Cũng theo người dân khu vực xóm Châu và gia đình ông Tấn cho biết, 4-5 năm trước, hồ đập Hố Cùng, nước trong xanh và việc chăn nuôi thủy sản ở đây phát triển rất tốt. Tuy nhiên những năm gần đây, nước hồ chuyển màu đen và khi tháo nước tưới tiêu thì xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Nguyên nhân khiến người dân nơi đây nghĩ đến đó là việc ô nhiễm nguồn nước do chăn nuôi. Bởi đập Hố Cùng nằm thấp nhất và được bao quanh bởi nhiều đồi cao. Hầu hết khu đồi cao này đã chuyển thành các trang trại chăn nuôi. Việc nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường từ các trang trại rất có thể bị ngấm và chảy xuống hồ trũng. Theo lãnh đạo xã Tân Kim cho biết, hiện xã có gần 20 trang trại lớn, còn lại là các trang trại hộ gia đình rất nhiều. Việc xử lý chất thải chăn nuôi, đặc biệt là ở các trang trại nhỏ theo mô hình gia đình, chưa được quản lý triệt để. Về vấn đề cá chết hàng loạt ở đập Hố Cùng, xã cũng đã có sự vào cuộc, đến kiểm tra và có báo cáo lên ngành chức năng và huyện Phú Bình. Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, vẫn phải đợi các cơ quan chức năng tìm hiểu và xác định cụ thể. Sau khi nhận được thông tin, thì chúng tôi đã cử cán bộ vào tận nơi để kiểm tra thực tế cái tình hình cá chết. Đối với lại cái việc cá chết này thì nó rất nhiều nguyên nhân. Chúng tôi cũng đã cử cán bộ vào và đồng thời là trên cơ sở cái hiện tượng cá chết đó thì chúng tôi sẽ báo cáo với cơ quan chức năng để xác định rõ cái nguyên nhân chết, tránh cái thiệt hại cho nhân dân. Cũng theo ông chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Kim thì do chưa quản lý chặt về chất thải gây ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình nên tình trạng chăn nuôi mô hình tổng hợp tại xã khá phổ biến.
việc vừa nuôi thủy sản, vừa nuôi thủy cầm, nuôi gia súc, gia cầm với số lượng lớn, sau đó chất thải đều đổ xuống ao hồ sẽ gây tình trạng thủy sản chết hàng loạt. Không những thế, còn gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Trước hết thì cũng tuyên truyền bà con là đảm bảo tất cả các nội dung trong cái đảm bảo cái việc chăn nuôi, từ cái việc giống rồi các điều kiện khác phục vụ cho công tác chăn nuôi, đảm bảo đúng quy trình rồi các cái điều kiện khác phục vụ cho cái việc là chăn nuôi nói chung và chăn nuôi cá nói riêng. Về môi trường thì cũng khuyến cáo bà con là đảm bảo cái môi trường trong chăn nuôi, tránh cái việc là có những cái mô hình tổng hợp. Là địa phương phát triển chăn nuôi mạnh nhất tỉnh Thái Nguyên, những năm qua, bộ mặt nông thôn của huyện Phú Bình cũng đã có nhiều thay đổi tích cực, đời sống người dân được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, việc đảm bảo môi trường trong chăn nuôi cũng cần phải được quan tâm và chỉ đạo thực hiện một cách sát sao. Không chỉ trong phát triển công nghiệp, phát triển đô thị, vấn đề môi trường mới được coi trọng, mà hiện nay môi trường nông thôn cũng cần phải được các cấp ngành chức năng quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Khẩu hiệu không đánh đổi môi trường lấy kinh tế cũng cần phải được thực hiện trong khu vực nông thôn. Có như vậy mới đảm bảo giữ được môi trường trong lành và phát triển một cách bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong mục giải đáp pháp luật kỳ này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn Điều 58 Bảo vệ môi trường nông thôn của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Điều 58 Bảo vệ môi trường nông thôn. 1. Yêu cầu bảo vệ môi trường nông thôn được quy định như sau. A. Tổ chức hộ gia đình cá nhân có hoạt động sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, chế biến phải phù hợp với quy hoạch, tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh. Chất thải phải được thu gom, tái sử dụng, xử lý, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. B. Cụm dân cư nông thôn phải có hệ thống thoát nước và biện pháp xử lý nước thải phù hợp. Điểm tập kết chất thải phải được bố trí hợp lý, không chăn thả động vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng, khuyến khích hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường. C. Cảnh quan, cây xanh, ao hồ, hệ sinh thái nước mặt, nguồn nước phải được giữ gìn, bảo vệ, phục hồi và cải tạo. D. Chất thải phát sinh trên địa bàn nông thôn phải được quản lý theo quy định của pháp luật. Chất thải sinh hoạt hữu cơ, chất thải từ chăn nuôi, chế biến và phụ phẩm nông nghiệp phải được thu hồi, tái sử dụng hoặc làm nguyên liệu sản xuất. D. Chất lượng môi trường nông thôn phải được theo dõi, đánh giá. Khu vực ô nhiễm phải được xác định, khoanh vùng, xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường và thực hiện biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường. 2. Trách nhiệm bảo vệ môi trường nông thôn được quy định như sau. A. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thống kê và quản lý các loại chất thải sinh hoạt, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát sinh trên địa bàn, tổ chức hoạt động giữ gìn vệ sinh, cải tạo cảnh quan nông thôn, quy định về hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường trên địa bàn nông thôn. B. Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ bảo đảm tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường theo quy hoạch được phê duyệt, quản lý công tác thu gom và xử lý chất thải quy mô cấp huyện, đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn, tổ chức theo dõi, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường, khoanh vùng xử lý, cải tạo, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường tại các điểm, khu vực ô nhiễm trên địa bàn nông thôn. C. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, bố trí nguồn lực thực hiện nội dung về bảo vệ môi trường nông thôn, chỉ đạo tổ chức việc xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn nông thôn, ban hành, hướng dẫn, áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn. D. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung, tiêu chí về bảo vệ môi trường nông thôn, biện pháp thu gom và xử lý chất thải phù hợp, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, khắc phục ô nhiễm, cải tạo và phục hồi chất lượng môi trường nông thôn. D. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, đề án, dự án, cơ chế chính sách phát triển nông thôn gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. E. Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí về bảo vệ môi trường trong xây dựng và phát triển nông thôn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.